chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi, đến hàng lại lên. Chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc. Các bạn thân mến thì chơi cây kiển thì ngoài cây kiển ra thì chúng ta cũng phải có một cái chậu. Đương nhiên các bạn ha, chơi cây bonsai phải có chậu, không có chậu sao gọi là cây bonsai. Thành ra cái vấn đề là cây kiển và cây chậu là một cái chuyện mà nếu mà đưa ra thì đàm đạo về vấn đề đó thì nó có rất nhiều là những cái tranh luận với nhau. Người thì thích chậu lớn, người thích chậu nhỏ, người thích chậu dày, người thích chậu mỏng. Nói chung là mỗi người một sở thích, không ai mà chịu ngã ngủ hơn ai. Nhưng hôm nay tôi chia sẻ về cũng vấn đề về cây kiển, vấn đề về cái chậu, làm thế nào cho phù hợp. Tôi chỉ nói trên mà cái quan điểm của mình thôi, cũng có thể là quan điểm của tôi không phù hợp với các bạn. Nhưng mà các bạn nếu chơi cây kiển rảnh rỗi thì ghé vô kênh chúng ta cùng nhau xem và cùng nhau đàm đạo về vấn đề là cây kiển và cái chậu các bạn ha. Rồi, chơi cây kiển thì trường phái chơi cây kiển thì có chậu. Cái chậu lớn, chậu nhỏ thì không quan trọng, bởi vì cây lớn người ta chọn chậu lớn, cây nhỏ người ta chọn con nhỏ. Chứ không có ai mà cây nhỏ xíu chọn chậu chà bá, đúng không các bạn? Nhưng mà có một cái mà người ta rất là lăn tăn là người ta là khoái cái chậu mỏng. Rồi có người á người ta khoái cái chậu dày. Thì cái ưu điểm giữa cái mỏng và cái dày nó được và lợi như thế nào thì tôi chỉ phân tích trong cái góc độ đó thôi. Chứ tôi cứ không có đi xa thì nó sẽ có nhiều cái kiến trái chiều, nó cũng không hay lắm. Các bạn thân mến thì các bạn chơi cây kiển thì các bạn thấy là đầu tiên là nếu mà chúng ta chơi cây kiển chọn chậu thì chúng ta phải chọn cho nó phù hợp với cái kiểu dáng của cái cây. Kiểu dáng của cái cây, cây lớn thì chúng ta chọn chậu lớn, cây nhỏ thì chúng ta chọn chậu nhỏ thôi. Bởi vì khi mà cái cây nó càng lớn á, thì cái bộ nó cần có cái giá thể nó nhiều để cho nó nuôi được cây. Nếu mà cây lớn quá mà các bạn mà chọn một cái chậu mỏng, một cái chậu quá nhỏ thì các bạn sẽ làm cho cái cây nó không đủ chất dinh dưỡng. Nếu mà các bạn mà tập trung vô vấn đề kỹ thuật các bạn nuôi thì cũng được, nhưng mà nó rất là cực công. Thành ra là cái tiêu chí đầu tiên là các bạn phải chọn phù hợp cho một cái cây nó phù hợp với cái kích cỡ của cây, phù hợp kích cỡ cho phù hợp cho cái với cái chậu, cho nó tương xứng với nhau. Rồi cái thứ hai nữa là bắt đầu người ta đưa vô một cái kiểu dáng. Các bạn biết không, là nếu mà các bạn chơi cây, đầu tiên thì các bạn nên chọn một cái chậu nó tương xứng với cây, hoặc nó lớn hơn chút xíu. Các bạn không nên chọn cái chậu nhỏ, bởi vì khi mà trồng cây lớn đưa vô cái chậu nhỏ, đưa vô những cái chậu mỏng như thế này thì nó đòi hỏi đẳng cấp của người chơi rất là siêu việt luôn. Thì các bạn thường đi, nếu mà các bạn chơi cây kiển, các bạn mà thường xem những cái cuộc triển lãm, hoặc là các bạn lên trên YouTube các bạn xem những cái tác phẩm người ta trưng bày để người ta quay lên cho các bạn xem á, thì các bạn thấy cái cây lớn, cái gốc cây chà bá họ đưa vô một cái chậu mỏng, các bạn kêu một cái chậu dĩa đó, cái chậu mỏng lét à, người ta các bạn thấy rất là đẹp. Nhưng các bạn đâu có biết rằng khi mà người ta đã trưng bày như thế rồi, sau đó người ta dưỡng cây như thế nào, các bạn đâu có biết đâu, đúng không các bạn? Tại vì tôi có thể tôi đưa một cái cây như thế này, tôi đưa vô một cái chậu nhỏ xíu, tôi trưng bày trong vòng một vài ngày, rồi sau đó tôi dung dưỡng, tôi nuôi là cây được rồi, cái kỹ thuật tôi nuôi cây tôi đâu cho các bạn biết đâu. Đó, thành ra là các bạn lưu ý ha. Nếu mà các bạn mà chơi những cái dòng cây, các bạn thích chơi trong cái chậu mỏng thì nói chung là mỏng dừa thôi các bạn. Các bạn mỏng dừa với cái cây thôi, và đồng thời nếu mà các bạn mà nuôi á, thì các bạn nên cho thêm một cái miếng nhựa hay là một miếng tôn lên như thế này, để các bạn phủ đất lên trên cái gốc của các bạn nuôi nó. Tuy rằng nhìn vô thì nó hơi khó chịu thật á, bởi vì cái cây mà cái chậu đang đẹp như thế này, chậu với cây nó phù hợp nhau như thế này, mà tự nhiên là đưa cái miếng tôn này lên thì các bạn thấy nó có vẻ nó hơi phản cảm. Nhưng mà chúng ta nuôi cây, chúng ta chơi cây, chúng ta chơi lâu dài, không phải là chơi một nhát rồi bỏ chạy đâu. Chúng ta chơi ngày này qua ngày khác. Thành ra các bạn lưu ý là các bạn nuôi cây cho nó xanh tốt thì các bạn nên bé này. Và đồng thời những cái gốc á, khi mà họ trưng bày, các bạn họ trưng bày những cái sản phẩm của họ lên những cái hội chợ á, họ cho lòi những cái bộ đế ra, họ bư cái rễ ra, bư ra hết đục phe cái rễ cho đẹp mà. Bởi vì đẳng cấp chỗ đó thì khi mà họ trưng bày xong rồi, họ về nhà họ vẫn phủ lại các bạn, họ vẫn phủ cái gốc lại, phủ cái gốc lại để cho nó mát, cái cây nó mát phát triển. Thành ra là cái vấn đề lưu ý là như vậy ha. Nè, đây là chậu này chậu mỏng, đây là cái phơm, là phơm chậu mỏng. Chậu này chậu dày. Tuy nhiên cái vấn đề là mỏng dày á, như là tôi nói với các bạn là nó cái chậu mỏng chơi là đẳng cấp được người chơi.
Còn ngoài ra có những cái tác phẩm mà người ta dù cho bạn chơi đẳng cấp cỡ nào đẳng cấp nhưng mà các bạn không thể nào đưa vô cái chậu mỏng bởi vì nó không có đẹp á. Thành ra thông thường các bạn để ý coi, những cái chậu mỏng á thì người ta thường chơi những cái tác phẩm mà cái dáng trực, cái dáng văn nhân. À, đó như đây. Đây là các bạn, hay là những cái dáng lùng các bạn thấy không? Đó người ta chơi như thế này, đó những cái nhỏ. Còn nếu mà những cái dáng, những cái thuộc loại mà những cái dáng cũng như là cái dáng dáng huyền, dáng đổ thì bắt buộc người ta cũng phải chơi một cái chậu ống. Chậu ống, chậu cao để tôi đưa một số tác phẩm lên cho các bạn xem để cho cái sự hài hòa giữa cái chậu, giữa cái chậu dày và cái chậu mỏng thế nào để cho phù hợp với một tác phẩm các bạn ha. Như là cây này các bạn, tôi đưa cho hả đây. Cây này thì nó dạng nó thành phẩm rồi. Tôi thì tôi đang nuôi nó, tôi tiếp tục tôi nuôi để gần Tết tôi mới cắt lá, cắt ngọn là tôi kích bông cho nó các bạn ha. Đây, cây đây là cũng là chậu mỏng nè. À, các bạn thấy không? Chậu mỏng thì phải đôn cái gốc này lên mới đủ đất chứ. Nếu mà không có đôn, không có đưa cái bệ đất này lên thì nó cũng không đủ đất đâu. À, các bạn thấy không? Nó bám chặt vô cái chậu nè ha. Vừa tay đỡ thứ rồi để nó rớt cái bể cái chậu. Là các bạn ha. Đây là cây mai chiếu thủy chung nu. Rồi, để tôi đưa cái em này xuống. Cái cây này là cây hải châu. Đưa hải châu xuống tôi đưa những cái tác phẩm khác này chậm vô những cái chậu mà nó dày thì các bạn thấy sẽ rất là phù hợp ha. Đây các bạn. Ôi trời. Rồi. Đây các bạn thấy không? Với cái chậu này. Chậu này, đây là tác phẩm này gọi là một nhánh trực, một nhánh huyền các bạn ha. Các bạn thấy đưa vô một cái chậu dày, cái chậu cao như thế này thì nó rất là phù hợp các bạn thấy không? Ở đây, những tác phẩm mà nó có cái nhánh lạ đà như thế này và đồng thời nó có dài cọng râu và tua tủa lòng phòng như thế này thì các bạn mà đưa vô cái chậu mỏng như thế này thì nó không có phù hợp đâu, nó nhìn nó không có đẹp. Thành ra là khi mà người chơi thì người ta cũng đã bao giờ cũng vậy, cái thị hiếu của số đông ha. Ví dụ như một cái tác phẩm đẹp hay là một bất cứ một cái gì mà đẹp thì cái số lượng người ta công nhận đẹp là phải là 80%, 90% người ta công nhận là đẹp thì cái tác phẩm là tác phẩm đẹp. Bởi vì cái đẹp thì nó được định hình từ cái sở thích chung của cộng đồng mà. Mọi người công nhận đẹp thì nó là đẹp. Thì đương nhiên thì bạn có quyền bạn không thích. Bạn không thích thôi, bạn không thích hoặc là bạn nói nó không đẹp đó là chuyện của bạn. Nhưng mà cái tỷ lệ cái người không thích thì nó rất thấp thì nó sẽ không được phổ biến rộng rãi trên cái cộng đồng. Nè cũng giống như vậy. Như cái tác phẩm này các bạn thấy là nó sẽ đưa vô một cái chậu cao như thế này nó phù hợp. À nếu mà tôi thì tôi chơi trái khoái, tôi chơi không giống ai. À tôi đưa vô những cái chậu mỏng thì cũng được thôi. Mình cũng không ảnh hưởng tới tay nào, không chết tay nào thì cũng được, nhưng mà các bạn sẽ trong mắt người chiêm ngưỡng thì người ta thấy nó cũng không đẹp lắm ha. Bây giờ các bạn thấy đây. Rồi tôi sẽ cho các bạn xem một cái vấn đề, một cái chậu, thêm một cái chậu cao nữa, cái chậu chậu dày, chậu ống nữa mà sẽ đưa cho một cái tác phẩm nó cũng bay bay như thế này các bạn, rất là phù hợp luôn ha. Đây nè các bạn, đây tác phẩm này cũng chưa có hoàn thiện, tôi cũng đang nuôi nữa, đang nuôi các bạn chưa hoàn thiện. À bạn thấy mai chiếu thủy, đây là cái mai chiếu thủy này, cây này là cây mai chiếu thủy lá cẩm thạch nè các bạn. À, cái này nhìn cái lá không, cây nó sáng rực, nó rất là đẹp. Với cái dáng này dáng huyền ha, dáng huyền nó là đài thế này thì các bạn đưa vô một cái chậu cao thì nó rất phù hợp. Hoặc là nếu mà dáng đổ quý vị, dáng đổ mà các bạn đưa vô chậu chặt lét vậy thì đâm vô viên đó các bạn thấy ha. Đấy à. Còn trường hợp mà nếu mà các bạn mà nuôi cây vừa ngắm vừa bỏ cây vô chậu nhỏ mà các bạn muốn ngắm hàng ngày mà các bạn muốn cho cây của các bạn nó phát triển tốt thì cái phương pháp đó thì làm như thế nào để chúng ta sẽ có được một cái cách để chúng ta nó thỏa mãn được cái chơi của chúng ta, vừa ngắm vô cái chậu nó phù hợp mà vừa nuôi cây luôn thì cũng có luôn các bạn. Ở đây ha, đây là trường hợp mà có những cái chậu mà nó quá nhỏ, thật ra cây này đưa vô chậu này nó cũng không nhỏ lắm, cũng phù hợp các bạn ha. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà nuôi vô một cái chậu như thế này, các bạn mà nuôi về lâu về dài á, thì cái chậu của nó không có đủ đất á, nó không có đủ giá thể để nó nuôi cái cây. Thì bên cạnh đó thì các bạn đặt thêm một cái chậu nữa nè, các bạn thấy không, tôi đặt thêm một cái tô cái vô một cái chậu nhỏ ở đây. À, xong bắt đầu cái tôi đặt cái cây lên, khi mà để tôi gỡ cho các bạn xem ha, các bạn sẽ thấy là rễ của nó bò xuống đây nè các bạn, nè các bạn thấy không, rễ nó bò đây nè các bạn thấy không, đó rễ nó sẽ bò xuống cái chậu này, nó sẽ cái chậu rồi nó sẽ có thêm một giá thể dưới đây nữa, tầng dưới này nữa để nó nuôi cái cây, để nó giúp cho cái cây phát triển tốt ha.
Bởi vì khi mà các bạn có thể các bạn trồng vô một cái chậu nhỏ, các bạn vừa chơi cây, các bạn nuôi cây, thì cái lỗ của nó thay vì bình thường thì các bạn dùng các bạn bít lại để cho cái lỗ bít bớt cái lỗ lại để cho nó không có đổ đất ra ngoài. Nhưng mà dưới những cái cây mà cây nhỏ đó, các bạn muốn trồng cho cái vô cái chậu rồi các bạn vừa chơi, các bạn vừa nuôi cây, thì các bạn đặt thêm một cái chậu nữa để cái lỗ rộng như thế này ha. Rồi ở dưới chậu nhỏ này chúng ta có đổ thêm cái giá thể, dưới chúng ta đặt nó vô vậy, đặt vô vậy đó. Khi mà cần đi chơi thì các bạn chỉ cần dỡ cây lên đi chơi, các bạn cắt rễ ở đây, các bạn ẩm đi chơi. Chơi xong rồi các bạn đưa em nó về chỗ cũ và đặt nó xuống, thì sau một thời gian thì cái rễ nó sẽ buông xuống, nó sẽ cây nó phát triển tốt. Đó như vậy các bạn ha. Đấy. Đây là cái tôi có cái cây tôi trồng ở chỗ mỏng đây các bạn. Đây nè các bạn. Nè. Cây này như là cái cây này trồng vô cái chậu này. Nếu mà vừa trồng vừa nuôi thì nó bình thường thôi ha. Nhưng mà nó cũng tương đối, nó cũng cân xứng các bạn ha. Mà nếu mà các bạn muốn ép nó nữa, ép cho nó nhỏ lại, các bạn đi chơi á, thì các bạn có thể đưa nó vô chậu nhỏ nó cũng được. Nhưng mà tôi đưa vô cái chậu bình thường như thế này thôi, nó như vậy này, để mình có thể mình vừa chăm cây, mình vừa xem cây luôn, ngắm cây luôn. Các bạn thấy không? Đây là hai cây. Nếu mà chơi những cái dòng cây nhỏ này á, thì các bạn nên chơi những cái dòng cây mai chiếu thủy ha. Mai chiếu thủy thì nó dễ lên không các bạn, nó rất là dễ chậm luôn, nó dễ lên. Các bạn có thể sáng tác những cái tác phẩm nhỏ xíu vậy thôi. Hồi nãy tôi nói nhờ, các bạn thấy không, tôi nhổ trong cây này ra nè, đây nè, vậy là tôi có thể trồng được nè các bạn. Đây các bạn thấy không, đây à, tôi có thể trồng được một cây nữa nè đó, chút tôi trồng lại cây này các bạn. Nói tóm lại, cái nghề chơi cây kiểng thì mình chơi, nếu các bạn chơi tài tử, các bạn chơi cho vui, chơi cho xả stress thì mình hãy chơi theo những cái gì mà mình thích. Bởi vì khi mình thích thì nó mới là cái nguồn động lực, nó thúc đẩy cho mình chăm sóc cây được tốt hơn. Chứ còn không có gì khó chịu cho bằng. Mà khi mà các bạn mà chơi cây hay làm một công việc gì khác mà mình không làm gì người khác, đúng không các bạn? Làm như người khác thì mình rất là khó chịu đó. Tại sao tôi chơi cây tôi thích cây đó, ông lại bắt thích theo cây con, bắt tôi chăm cây cho ông, tôi đâu có chịu được, đúng không các bạn? Thành ra là mình chơi cho mình, mình cứ chơi cho thoải mái mà tự nhiên ha. Tuy nhiên thì bao giờ cũng vậy, mình làm một cái gì mà nếu mà được nhiều người ủng hộ thì mình sẽ có cái kích thích cái tinh thần, nó lên dây cót tinh thần của mình thì nó mình chăm sóc cây sẽ tốt hơn. Nếu mình làm cây gì 10 người vô nhà là chê hết 9 người rưỡi rồi thôi thì cũng buồn lắm. Thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng nên suy nghĩ lại trong vấn đề là khi mà mình chơi cây, mình chọn chậu cho phù hợp. Nhắc là một lần nữa là chơi cây mà đưa cây vô cái chậu mỏng, cây lớn đưa vô cây chậu mỏng, các bạn nhìn thấy nó bất cân xứng không? Nó không cân xứng. Có nhiều cái cây triển lãm, các bạn thấy cái cây trà bá vậy đưa vô chậu chút xíu à, nó không có cân xứng. Nhưng mà đó là gọi là cái nghệ thuật, nó khẳng định đẳng cấp của người chơi. Đó, đẳng cấp của người chơi là như vậy, người ta ép cây vô một cái chậu mỏng, người ta đưa trưng bày. Các bạn nhìn thấy cái cây, cái chậu teo tét vậy, nhưng mà cây nó vẫn sống. Đó là cái nghệ thuật. Nhưng mà đằng sau cái nghệ thuật đó, đằng sau cái đẳng cấp đó là người ta chăm sóc cây như thế nào thì các bạn hãy cân nhắc lại. Khi mà những cái cây của mình nó đang xanh tốt, các bạn đưa vô một cái chậu mỏng không cần thiết. Tôi thấy là mình chơi á, mình không cần thiết để mình ép cây vô một cái chậu quá mỏng, quá nghệ thuật như vậy. Khi mà người ta trưng bày thì người ta trưng bày, người ta chơi được. Còn mình vừa chơi cây, mình vừa ngắm cây, mình vừa nuôi cây, các bạn nghĩ là tôi nghĩ là các bạn nên chơi một cái chậu vừa phải thôi ha. Thứ nhất thì nó sẽ làm cho mình chăm sóc cây được dễ dàng hơn. Và cái thứ hai là cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Nếu các bạn đưa vô chậu mỏng ha, nhiều lúc các bạn nuôi cây mười mấy mấy chục năm chứ các bạn chừng bận công chuyện gì quên tới chừng 2-3 ngày, chậu mỏng nó đâu có đủ nước. Nó đâu có đủ nước là cây nó dễ bị chết, nó dễ bị suy cây lắm. Mà những cái chậu lớn, những cái chậu dày như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là tiện lợi luôn. Tuy rằng ở một góc độ nghệ thuật thì nó không đẹp cho lắm ha. Thôi tôi cài đó, chơi cho mình thôi các bạn ha. Vậy tôi thấy như vậy nó cũng được rồi. Thì mấy hôm trước thì khi mà tôi đưa những cái tác phẩm của mình lên, tôi chia sẻ với các bạn. Tôi thường đôn cái miếng ton lên như thế này nè các bạn. Đây nè, thường đôn cái miếng ton. Cũng có mấy vị khán giả người ta bảo người ta không thích, người ta bảo là nhìn nó khó chịu. Đúng rồi, thì đương nhiên các bạn, cái chậu với cái cây, người nhà thiết kế, người nhà chơi người ta đã làm cho nó phù hợp rồi. Tự nhiên mình đôn như cái miếng to này nhìn nó hơi chướng mắt, nhưng mà hãy nhìn những cái mà nó thiết thực hơn.
thì chúng ta hãy quan tâm trong cái vấn đề này ha, cái vấn đề mà chúng ta có thể là nên đôn một miếng lên hay không, hay là không đôn đó, như vậy các bạn. Thành ra khum lên khum xuống đau lưng mấy trời à, nói như vậy à, thôi vũ đề hôm nay là tôi cũng chia sẻ với các bạn một vấn đề mà lăn tăn cũng nhiều các bạn, nhất là các bạn trẻ mới bắt đầu bước chân vô cái nghề chơi bonsai này à, nên chọn cái chậu mỏng hay chậu dày, đẳng cấp của người chơi như thế nào, ở nhà mình chơi sao, rồi đó tôi phân tích theo cái vấn đề và công tâm của mình thôi, còn cái sự quyết định cuối cùng cũng vẫn là của các bạn ha. Thôi đến đây phải nói là chia tay với các bạn rồi à, nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ người làm clip, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp.